Thưa quý vị, trong khi giải cứu cháu bé 7 tuổi khỏi đối tượng bắt cóc, thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã bị bắn trọng thương. Sau ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đã cơ bản ổn định. Dù bản thân đã tham gia phá nhiều vụ án, nhưng với anh, việc cùng đồng đội đảm bảo an toàn cho cháu bé, khống chế đối tượng bắt cóc, thu lại 13 tỷ đồng giao cho gia đình bị hại là một chiến công đáng nhớ. Dù đã cùng đồng đội tham gia phá nhiều vụ án, nhưng với thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, khoảnh khắc tiếp cận, khống chế thành công đối tượng bắt cóc cháu bé có lẽ sẽ là dấu mốc không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình. Xe của tôi cùng 3 người thì phát hiện ra đối tượng thì chúng tôi đi sau, phát cái vụ đi dồn cái xe đấy vào cái đường cụt, chặn được xe để xuống xe để khống chế tôi, đồng chí Long là khống chế lao vào bắt đối tượng, thì tự nhiên bùm cái, thì thực ra là lúc đấy là không biết là chân mình bị làm sao ạ. Nghe thì trong quật xong rồi gọi các lực lượng xung quanh đến thì mọi người bảo sao chân anh ướt. Thì nhìn xuống thì mới thấy là có một lỗ thủng. Thì lúc đấy là trước đấy Việt Nam bảo có súng thì thu súng, mình cũng không nghĩ chân mình bị làm sao cả. Ban chuyên án đã chỉ đạo là bất cứ mọi giá là cháu bé phải an toàn, còn làm thế nào cũng được. Còn xong đến lúc bắt được đối tượng thì niềm vui là nhân đôi thôi. Cũng theo thiếu tá Tuấn, việc giải cứu thành công cháu bé an toàn là chiến công của tập thể. Những lời thăm hỏi, động viên của lãnh đạo công an thành phố cùng anh chị em đồng nghiệp là nguồn động viên lớn với bản thân anh, cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Bản thân cá nhân tôi cũng như là cán bộ chiến sĩ là rất là khâm phục và cũng rất là thương cho đồng chí. Nhưng mà đó cũng là một cái mà lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an chúng tôi là cũng luôn phải đối diện với điều đấy và chấp nhận bất kỳ một cái nguy hiểm nào có thể tác động đến bản thân. Cùng với việc biểu dương tinh thần dũng cảm của cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo công an Hà Nội cũng cho biết vụ bắt cóc trẻ em tối ngày 14 tháng 8 là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, công an Hà Nội luôn quyết tâm để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Tôi cũng đã có một cái cảnh báo đối với các đối tượng là có ý định để hoạt động phạm tội ở tại thủ đô Hà Nội nên từ bỏ, chấm dứt. Là cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội từ nhiều năm nay chúng tôi không chịu thua. Việc giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc trong thời gian ngắn như một lời khẳng định về tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an thủ đô nói riêng cũng như lực lượng công an cả nước nói chung, góp phần tô điểm thêm truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân. Thưa quý vị, ở đêm ngày 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, trú ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan cảnh sát, trước khi gây án, Nguyễn Đức Trung từng là cán bộ đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc. Khi bị bắt, Trung thừa nhận hành vi nhưng giấu nơi làm việc, khai không công an việc làm. Và trong hôm qua, giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định kỷ luật, tước danh hiệu công an nhân dân với người này. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nợ nhiều tiền nên lái ô tô gắn biển giả đi trộm ở khu biệt thự Việt Hưng ở quận Long Biên. Khi không thực hiện được ý đồ, Trung chuyển hướng sang bắt cóc trẻ em, tống tiền 15 tỷ đồng. Đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng gây xôn xao dư luận hai ngày qua. Xác minh ban đầu, nghi phạm Nguyễn Đức Trung là người không có công ăn việc làm, chưa có tiền án, tiền sự, chỉ là do nợ nần nên đã bắt cóc cháu bé. Tuy nhiên thì sau quá trình điều tra, thân phận thực sự của Trung khiến cho rất nhiều người sửng sốt bất ngờ. Cụ thể, nghi can Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, được xác định là cán bộ tham mưu Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy. Nhiều cán bộ chỉ huy đang công tác tại Công an Vĩnh Phúc cho biết tỏ ra bất ngờ khi biết Nguyễn Đức Trung là nghi can bắt cóc trẻ em, vì trước đó Trung vẫn đi làm bình thường. Thậm chí khi Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác phối hợp truy bắt thì chính Trung cũng rất tích cực tham gia tham mưu chỉ đạo. Trước đó nhiều người thân hàng xóm của nghi phạm cũng bất ngờ trước sự việc. Không ai có thể ngờ rằng Nguyễn Đức Trung là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc trẻ con để tống tiền. Trung được biết đến không có điều tiếng gì ở địa phương và cũng thường mua bánh kẹo cho các cháu nhỏ trong thôn được bà con quý mến.
Thưa quý vị, có thể nói vụ bắt cóc cháu bé 7 tuổi xảy ra tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào tối ngày 14 tháng 8 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi mà đối tượng bắt cóc vô cùng liều lĩnh và manh động. Việc bắt được hung thủ trong thời gian ngắn, thu giữ số tiền 13 tỷ đồng, giải cứu an toàn và đưa cháu bé về với gia đình là một chiến công lớn, thể hiện sự tinh nhuệ và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an. 8 tiếng đồng hồ truy bắt đối tượng có thể khoảng thời gian đó là ngắn với nhiều người, nhưng lại rất dài với lực lượng phá án, đặc biệt là đối với gia đình cháu bé. Những chia sẻ ngay sau đây của người cha về khoảnh khắc biết tin con mình đã được an toàn, phần nào sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn khoảnh khắc sinh tử khi biết con trai bị bắt cóc, để rồi vỡ òa cảm xúc khi các chiến sĩ công an đưa con trở về an toàn bên gia đình. Thời điểm đối tượng yêu cầu là 15 tỷ thì cũng xoay được hơn 13, gần 14 tỷ. Thì cũng xin là đối tượng là bây giờ cũng hết khả năng rồi, nó chỉ thế thôi. Tiền đó mình có phải đi vay mượn gì không? Cũng phải đi vay mượn. Bởi vì là trong ngay một lúc mà với số tiền lớn như thế thì không thể đủ được. Lúc đấy thì nói thật là mọi cái về tiền bạc thì nó không nằm trong cái suy nghĩ của mình nhiều. Mà lúc đấy làm sao con mình là trên hết. Đối tượng thì lại yêu cầu là một mình, mẹ của cháu phải lái xe, không được có người thứ hai. Khi là xin là cho đi taxi, đối tượng không đồng ý. Đối tượng trong quá trình đi gặp đối tượng thì đối tượng liên tục điện thoại, cứ một lần gọi 20 phút, xong lại tắt máy 2-3 phút, lại gọi liên tục và hướng dẫn đi hướng này đi hướng kia để nhằm cái làm sao để đối tượng tiếp cận và là lấy cái số tiền ấy được thuận tiện theo cái ý của đối tượng. Thì khi mà đến cái địa điểm thì đối tượng yêu cầu là đỗ xe đấy trên đường cao tốc và đi bộ xuống đường gom. Thì ở đấy là đối tượng yêu cầu phải mở vali để nhìn thấy tiền, mở túi sách để nhìn thấy tiền. Thì khi nhìn thấy tiền rồi thì đối tượng mẹ cháu bảo đối tượng là tiền thì đã chuyển cho anh rồi, thì anh chuyển cho rồi anh trao lại con cho em. Thì đối tượng bảo không được, thì tôi phải chạy được vài trăm mét nữa thì tôi mới thả cô xuống. Thì tình cảm của người mẹ lúc đấy trỗi dậy là chặn đầu xe, ôm cánh cửa, bảo hôm nay anh có đâm tôi chết thì tôi cũng chấp nhận tôi chết, chứ tôi không bỏ xe cánh cửa ra mà tôi không bỏ đồ rời khỏi đầu xe của anh. Là anh đã cầm tiền rồi thì anh phải giao con cho tôi. Thì đối tượng lúc đấy không làm gì được nữa, thì là mở cánh cửa để cho mẹ cháu đón cháu. Sau đấy thì là đối tượng bỏ chạy, và lúc đấy thì mẹ cháu đã đón cháu an toàn rồi thì có sự thông báo phối hợp với cơ quan chức năng, và việc tiếp theo là của cơ quan chức năng. Thì mẹ cháu điện cho tôi vui mừng, vừa cười vừa khóc là anh ơi, con an toàn rồi, con không bị gì nghiêm trọng cả, mừng quá anh ạ. Thì tôi tâm trạng người bố, tôi chạy ra tôi ôm một đồng chí công an phường Việt Hưng, đồng chí trực ở đấy, và thực sự tôi không cầm được nước mắt. Mặc dù trước đấy là tôi không chảy một giọt nước mắt nào, nhưng khi tìm thấy con rồi tôi ôm đồng chí đấy và tôi cũng rất xúc động và cảm ơn, gửi lại cảm ơn đến lực lượng chức năng, lực lượng công an đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình nhà tôi. Thưa quý vị, vụ việc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bị bắt cóc để tống tiền đã gây sự chú ý của dư luận. Dù cháu bé đã được giải cứu an toàn, nhưng sau vụ việc nêu trên thì nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo các phụ huynh cần hướng dẫn một số nguyên tắc chung đảm bảo an toàn cho trẻ. Và cũng trong buổi họp báo thông tin vụ việc vào chiều ngày 15 tháng 8, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định nếu đối tượng nào có ý định phạm tội ở Hà Nội chắc chắn sẽ bị bắt, và thậm chí là sẽ bị bắt trong thời gian rất ngắn. Trao đổi với phóng viên VTC 14, một số người dân sống tại khu biệt thự BT7 thuộc khu đô thị Việt Hưng cho biết, từ trước đến nay, an ninh trật tự ở đây khá tốt. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng bắt cóc trẻ em. Chính vì thế, người dân không khỏi bất an và lo lắng. Các cháu vẫn tự ra đường chơi bình thường, mà các cháu nhà bác thế chiều đến thế nó phản ra đây nó chơi. Tường qua rồi lúc nào cũng phải đóng cổng rồi, không dám đấy nữa. Được biết, khu vực này chủ yếu là những căn hộ, nhà ở cao cấp, được lắp đặt nhiều bốp bảo vệ, có người trực 24/24 giờ. Bình thường, trẻ nhỏ vẫn tự chơi cùng nhau tại khu vực này. Nhưng từ khi vụ việc xảy ra, các gia đình đều khóa cửa và không cho trẻ ra ngoài đường. Hiện nhiều hộ dân đã đề nghị các trạm bảo vệ hạ barrier ở khu vực cổng vào, kiểm soát xe lạ ra vào để tăng cường an ninh.
Tất cả từ trước tới bây giờ đều tất cả đều an toàn cả. Cái trường hợp này thì là gọi là cái trường hợp đặc biệt. Nên do đó bây giờ cũng là đề cao cảnh giác cho tất cả các phụ huynh về khu vực vui chơi và đồng thời cũng là bảo vệ. Có cách để mình xử lý lại cho nó tốt hơn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chiều ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin chi tiết từ báo chí. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng hành vi vi phạm của đối tượng phạm vào tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn nên không thể dung tha. Đáng lưu ý, gần 20 năm, từ năm 2004 đến nay, Hà Nội mới xuất hiện một vụ bắt cóc như vậy. Ông Tùng cảnh báo, các đối tượng có ý định phạm tội thì nên từ bỏ bởi chắc chắn sẽ bị bắt, thậm chí bị bắt trong thời gian rất ngắn. Tôi cũng đã có một cái cảnh báo đối với các đối tượng đã có ý định để hoạt động phạm tội ở tại thủ đô Hà Nội nên từ bỏ chấm dứt. Là cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội từ nhiều năm nay chúng tôi không chịu thua và chắc chắn là chúng tôi sẽ bắt được và bắt được trong một thời gian rất ngắn. Ví dụ như vụ giết người cướp xe ôm ở tại Đông Anh vừa rồi cũng vậy. Trường hợp này thì từ năm 2004 đến nay mới xảy ra cái vụ bắt cóc và nhằm chiếm đoạt tài sản như thế này. Phải nói rằng là Công an thủ đô tác nghiệp rất chuyên nghiệp. Tôi cũng đã khẳng định được nhiều cuộc họp báo. Đấy. Và chúng tôi đã cứu được cháu bé thành công và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đấy. Và truy bắt được đối tượng. Cũng liên quan đến vụ việc trên, nhiều chuyên gia khuyến cáo nhà trường cần tăng cường những chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong tình huống nguy hiểm. Tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể, sẽ có cách ứng xử phù hợp với từng bé ở từng độ tuổi và nhận thức khác nhau. Tuy nhiên, một số nguyên tắc chung để đảm bảo an toàn cho trẻ như giữ bình tĩnh, tỉnh táo, nghe lời đối tượng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng cần nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong khu dân cư, tinh thần và ý thức cảnh báo, sẵn sàng giúp đỡ. Thưa quý vị, mới đây một phương tiện vận chuyển lượng lớn dầu lậu từ ngoài khơi vùng biển Kiên Giang vào địa bàn thành phố Phú Quốc tiêu thụ. Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới đã thành lập tổ công tác chủ động phối hợp với tàu tuần tra BP201901 của đồn biên phòng Thổ Châu, bộ đội biên phòng Kiên Giang triển khai phương án mật phục chặn bắt. Ngày 16 tháng 8, tổ công tác phát hiện tàu KG94337 TS đang di chuyển cách Mũi Hanh, vùng biển An Thới, thành phố Phú Quốc khoảng 27 hải lý. Phát hiện con tàu này có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã áp sát kiểm tra hành chính theo quy định. Qua kiểm tra, trên tàu không có ngư lưới cụ mà có nhiều ống dẫn dầu, van bơm loại lớn, các khoản được chặn buộc rất chắc chắn. Tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện mở các hầm đựng cá thì phát hiện bên trong các khoang chứa đầy dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, các thành viên trên tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa. Tổ công tác tiến hành áp giải, đưa phương tiện và các thuyền viên về cảng Vịnh Đầm, phường An Thới tiến hành điều tra. Qua đấu tranh, ông Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1975, ngụ tại khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá khai nhận chính ông làm thuyền trưởng, số dầu và phương tiện là của ông. Ngoài ra, cùng đi trên tàu còn có 4 thuyền viên làm thuê cho ông Thạch. Ông Thạch còn khai nhận toàn bộ số dầu trên tàu đến thời điểm bị lực lượng biên phòng bắt giữ là khoảng 80.000 lít. Ông mua trôi nổi ngoài khơi, mang về bán lại cho các tàu đánh cá gần đảo Phú Quốc. Mỗi lít lời khoảng từ 800 đến 900 đồng. Hiện Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật. Những ngày qua, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, 1 kg ketamin, 0,56 g cần sa và nhiều tang vật khác. Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh vào tối ngày 13 tháng 8 tại quốc lộ 7, thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Cảnh sát ma túy Công an Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1980, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động. Hiền là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên móc nối với nhóm đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới, sau đó đưa xuống huyện Diễn Châu và các khu lân cận tiêu thụ. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8, tại phường Quán Bầu, thành phố Vinh, Công an Nghệ An cũng đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt 4 đối tượng phạm tội về ma túy trú tại thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa và huyện Quế Phong.
Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm 1 kg ketamin, 0,56 gram cần sa, 350 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động. Hiện các vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đầu tư xây dựng một số dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai, sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, đến nay, nhiều dự án vẫn còn dang dở hoặc chưa được triển khai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, nhất là trong mưa lũ. Gần 2 năm nay, gia đình anh Lương Mai Banh ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn phải sống trong cảnh ăn nhờ ở tạm. Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra năm ngoái, toàn bộ ngôi nhà đang xây dựng dở đã bị đất đá vùi lấp, hư hỏng, không có nhà. Gia đình anh phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an để chờ đợi được tái định cư. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đã ban hành quyết định về xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư, di rời khẩn cấp cho nhân dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 94 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa, dự kiến khoảng 6 đến 9 tháng sẽ hoàn thành. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc nhiều thủ tục. Có những nội dung là thuộc Ủy ban tỉnh, cho chủ trương, có những nội dung thì phải ra ngoài thủ tướng, ví dụ như là cái chuyển đổi rừng sang cái nội dung tái định cư thì hiện nay là giữa huyện với các sở ngành đang tích cực tham mưu để với cái mong muốn là hoàn thành các cái văn bản pháp lý sớm nhất có thể để sớm triển khai. Tỉnh Nghệ An hiện có nhiều dự án di rời khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn chậm tiến độ. Đơn cử như huyện Tương Dương có 2 dự án với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, dự án Khe Mừ ở huyện Thanh Chương 86 tỷ đồng, dự án di rời dân khẩn cấp ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tổng mức đầu tư hơn 36,6 tỷ đồng, dự án di rời 100 hộ dân ngoài đê ở huyện Hưng Nguyên hơn 24 tỷ đồng. Dù là dự án khẩn cấp nhưng cả chục năm nay vẫn chưa thể hoàn thành. Được triển khai xây dựng từ năm 2018, thế nhưng đến nay dự án tái định cư cho 17 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở cao ngập lụt ở bản Minh Phương, xã Lương Minh, huyện Tương Dương vẫn chưa thể bàn giao đưa dân vào sinh sống. Dự án chậm tiến độ đã khiến người dân phải hàng ngày hàng giờ sinh sống đối diện với nhiều khó khăn, nguy hiểm, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Chờ đợi quá lâu, người dân đành từ chối tái định cư và phải tự tìm nơi ở mới. Việc chậm hoặc không đưa người dân vào được vùng tái định cư sẽ không đạt được mục tiêu của dự án, lãng phí nguồn ngân sách và không biết đến bao giờ người dân nơi đây mới hết cảnh sống trong thấp thỏm lo âu. Trong đợt mưa lũ ngày 5 tháng 8 vừa qua, huyện vùng cao Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái đã có 248 căn nhà bị hư hại, trong đó 68 căn nhà đã bị sập, bị cuốn trôi hoàn toàn, 36 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Với tinh thần đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi, trong những ngày này, người dân các thôn bản đã cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục đời sống, sản xuất. Đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà của gia đình anh Cứ An Nắng cũng đã bị hàng chục mét khối đất đá sạt lở vào nhà. Nhưng vì chỉ hư hại nhẹ nên anh chưa vội sửa mà dành thời gian đi hỗ trợ những nhà khác bị thiệt hại nặng nề hơn. Và hôm nay, mọi người trong bản đã có chỗ ở, đã ổn định được nhà cửa, nên lại sang nhà anh Cứ An Nắng cùng với các lực lượng địa phương giúp gia đình anh sửa chữa lại nhà. Mùa mưa lũ này thì nói chung là cũng bị, nhà tôi cũng bị một tí, nhưng mà nói chung là cũng ở được. Nhà cũng ở được và tôi là một người thương là trưởng, tôi cũng vào xã để hộ gia đình khác và nhà tôi thì cũng không nặng nề. Và tôi cũng đi giúp các gia đình nặng nề hơn. Tôi cũng mong muốn là nhà nước và anh em để cố gắng tạo điều kiện để cho dân để làm cái khắc phục nhanh nhất để làm cho nó dân được cách tốt nhất ạ.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà mình cũng bị đất đá sạt lở vào phía sau nhà. Nhưng do trong bản có nhiều nhà còn thiệt hại nặng hơn nên mình đi giúp đỡ các hộ khác. Hôm nay mình giúp đỡ nhà anh Nắng. Khi nào xong các hộ thì mọi người cũng sẽ đến giúp nhà mình. Trên địa bàn toàn xã Khao Mang, trong đợt mưa lũ vừa qua đã có 105 hộ bị thiệt hại về nhà ở, 8 hộ phải di rời khẩn cấp và gần 100 hộ bị ảnh hưởng. Để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân, ngay sau mưa lũ, xã Khao Mang đã huy động 100% quân số dân quân và gần 330 người tại các thôn bản cùng tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trên tinh thần là đoàn kết, tương thân tương ái thì đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân. Trước mắt là tập trung lực lượng tại chỗ, huy động lực lượng dân quân tự vệ cùng đoàn thanh niên phối hợp cùng với nhân dân để tham gia giúp đỡ khơi thông đường giao thông nông thôn, cũng như là giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Còn một số hộ gia đình bị thiệt hại bé thì trước mắt là sẽ tạm thời là các hộ gia đình mà bị thiệt hại nhẹ nhẹ ấy, thì trước mắt thì cũng không ảnh hưởng gì đến lớn đến nhà cửa, thì sẽ tạm thời gác lại, còn huy động lực lượng để tham gia giúp đỡ những hộ gia đình thiệt hại nặng nề. Trong những năm qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho người dân vùng cao. Sự đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong những khó khăn khiến tình đoàn kết xóm làng càng thêm gắn bó,